Các bài tham luận tại hội thảo cho thấy, một trong những tác động lớn nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 đến xuất khẩu của Việt Nam là làm dịch chuyển xuất khẩu thông qua phát triển sản phẩm công nghệ cao, góp phần tăng khả năng xuất khẩu sang thị trường quốc tế với giá trị gia tăng cao hơn. 4.0 buộc chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải chiếm lĩnh được những các cái mắt xích có cái giá trị cao hơn trong cái chuỗi giá trị. Chúng ta phải sử dụng nhiều cái phần về trí tuệ, là những cái phần mà các cái công nghệ không thể nào thay đổi được. Song song với việc nhiều sản phẩm mới được hình thành, những giao dịch xuất khẩu thực hiện hoàn toàn qua môi trường mạng, thì cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng cần điều chỉnh theo kịp với tình hình mới. Như vậy mới có thể đảm bảo mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu cũng như đảm bảo an ninh quốc gia,